Ngài vãng sanh vào năm 2013. Trong tương lai, Lão Hòa Thượng có phải để lại xá lợi? Vẫn là xá lợi toàn thân. Bây giờ chưa có mở khạp, vẫn còn chưa biết. Quả là quá phi thường. Chỉ dựa vào tính nguyện trì danh bốn chữ này, mà thành tựu thì bất khả tư nghì. Đây là tấm gương sáng cho những người niệm Phật ở trong thời kỳ mạt Pháp. Vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc để thành Phật. Quả là kiếp này không uổng phí, chúng ta đến đây còn đức viên mãn. Ngài vãng sanh vào năm 2013. Trong tương lai, Lão Hòa Thượng có phải để lại xá lợi? Vẫn là xá lợi toàn thân. Bây giờ chưa có mở khạp, vẫn còn chưa biết. Quả là quá phi thường. Chỉ dựa vào tính nguyện trì danh bốn chữ này, mà thành tựu thì bất khả tư nghì. Đây là tấm gương sáng cho những người niệm Phật ở trong thời kỳ mạt Pháp. Vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc để thành Phật. Quả là kiếp này không uổng phí, chúng ta đến đây còn đức viên mãn. Những người niệm Phật vãng sanh này an nhàn tự tại mà ra đi. Hình như họ đều là những người không biết chữ. Điều kiện sẵn có của họ, chúng ta quan sát kỹ sẽ thấy. Là thật thà, nghe lời, làm thật. Đây là những điều mà người niệm Phật, những người tự tại vãng sanh thành tựu là bí quyết của họ. Đương nhiên, cái điều kiện sẵn có này, cửa ải quan trọng nhất, đó là buông xả triệt để. Đối với cái thế giới này, không còn tớ hào lưu luyến. Như vậy mới được. Nếu như còn tớ hào lưu luyến, còn vấn vương, thì sẽ không đi được. Nếu như họ mạng đã đến, vẫn sẽ tiếp tục ở trong lục đạo luân hồi. Mãn có nghĩa chi? Giờ vừa thường tin, giờ vừa thương.
thương yêu, rồi ta còn chi xuôi tay khép mi, hãy cứ cho nhau niềm vui sống tròn kiếp người. Để ta lại thấy, để ta lại nghe niềm vui từ những yêu thương đã trao, hãy cứ cho đi niềm vui sống tròn kiếp người. Nam mô